hai con giáp vượng vận quý nhân, tài lộc thăng tiến, công việc thì nở nang và có nhiều cái cơ hội tạo ra tiền của cực lớn trong cái tháng tư âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã chuẩn bị bước sang một cái tháng tư âm lịch với nhiều cái mong muốn là thành công rực rỡ hơn đó. Và từ đầu năm đến giờ thì những con giáp này cũng đã trải qua không ít những khó khăn, những thử thách, nhưng bằng cái nỗ lực, bằng cái sự phấn đấu của mình cũng như là gì, có được thêm cái sự hỗ trợ của quý nhân nên là những con giáp này cũng gặp được khá nhiều điều may mắn. Cái cơ hội kiếm tiền, cơ hội làm giàu, cơ hội gia tăng thêm cái tài lộc của mình ấy, thì cũng sẽ ngày càng gia tăng. Và đặc biệt các chuyên gia tử vi tâm linh học cho biết trong cái tháng tư âm lịch, tháng kỷ tỵ năm 2024 nó Giáp Thìn thì chúng ta sẽ có hai con giáp được vượng vận quý nhân làm đâu thắng đó. Đấy. Có gặp khó khăn gì thì cũng sẽ gì vượt qua một cách dễ dàng và hanh thông. Bên cạnh đó, quý nhân cũng sẽ giúp đỡ, giúp cho họ có được những cái vận may nhất định trong công việc, trong sự nghiệp, thậm chí là gì trong cả vận trình tình cảm, tình duyên, gia đạo. Vì vậy, quý vị hãy nắm bắt lấy cơ hội và đừng bỏ qua những cái cơ hội trời cho ngàn năm có một này. Như chúng ta đã biết ý, thì mỗi người sinh ra đều có một cái số mệnh khác nhau và từng cái thời điểm khác nhau thì chúng ta cũng sẽ có những cái vận xui, vận rủi cũng như là cái vận may, cũng như là cái cơ hội kiếm tiền khác nhau. Và cái tháng tư âm lịch thì sẽ mở ra cái cơ hội kiếm tiền làm giàu đối với những con giáp này do được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Quý vị thân mến, con giáp được quý nhân tương trợ giúp đỡ đầu tiên không ai khác đó chính là những người tuổi Dậu. Thì trong cái tháng tư âm lịch, tháng kỷ tỵ ấy, những người tuổi Dậu được cục diện là tỵ, dậu, xỉu và tam hợp. Đấy, vậy nên trong cái tháng này thì cái cục diện tam hợp nó cũng sẽ đem lại nhiều cái may mắn, nhiều cái cát lành, nhiều cái tác động tích cực cho cái vận trình sự nghiệp cũng như là công việc của những người tuổi Dậu. Nhiều cái cơ hội nó xuất hiện, nó mở ra nhiều cái triển vọng trong công việc. Các bạn sẽ nắm bắt được và cố gắng không ngừng thì ắt sẽ đạt được những cái thành công rực rỡ, tiền của về đầy tay. Bên cạnh đó, những người tuổi Dậu cũng biết được cái khả năng của mình là gì nên là sẽ phát huy đúng lúc đúng chỗ, khiến cho nhiều người phải ngạc nhiên vì những cái gì mà bạn làm được. Thì ngoài ra ấy, các bạn có thể là thể hiện được cái tài năng lãnh đạo, chỉ huy của mình, truyền động lực cho mọi người để cùng cố gắng vượt qua những cái khó khăn do cái gì thời cuộc nó mang lại để mà tiến đến gặt hái những cái thành công rực rỡ hơn. Trong thời gian này với những người làm lãnh đạo thì các bạn đã tạo ra được uy tín cá nhân với cấp dưới của mình khi mà luôn bình tĩnh và nghiêm túc trong mọi cái tình huống, có thể đưa ra những quyết định cực kỳ là chính xác và có thể đạt được những bước tiến mới tích cực hơn trong tương lai. Trong thời gian này thì những người tuổi Dậu cũng hãy chú ý cái cách nói năng, cách hành xử của mình. Quý vị hãy luôn cởi mở và chân thành với mọi người để xây dựng được những cái mối quan hệ xã giao hài hòa và tốt đẹp. Quan hệ rộng cũng sẽ giúp cho các bạn tiếp xúc được với nhiều cái cơ hội hơn, gặp khó khăn thì cũng không sợ và không sợ là không có người giúp sức, đúng không ạ? Vì quý nhân luôn ở bên cạnh các bạn, những người tuổi Dậu. Bên cạnh đó lại được nguyệt lệnh nó ủng hộ nữa, kèm theo quý nhân tam hợp tỵ Dậu xỉu nó tương trợ giúp đỡ. Vậy nên trong thời gian này quý vị nên dành thời gian để gì làm các công việc, làm việc thiện, giúp đỡ những người xung quanh, giúp đỡ những người gặp hoạn nạn khó khăn mình. Các bạn đối xử tốt đẹp với những người khác thì sớm muộn gì cũng sẽ nhận được những món quà mà cuộc sống đem lại cho các bạn. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ Dậu xỉu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, thì bên cạnh cái công việc có hành thông thuận lợi thì cái tình hình tài lộc tiền bạc của những người tuổi Dậu nhìn chung ấy cũng có những bước đột phá cực mạnh, thuận lợi trong cái tháng này nhờ được cục diện tam hợp quý nhân đã tương trợ giúp đỡ. Các bạn chăm chỉ làm lụng thì ắt sẽ kiếm được một khoản tiền lương, tiền thưởng xứng đáng với công sức của mình bỏ ra. Trong thời gian này với những người làm công ăn lương thì những cái đóng góp của các bạn cũng được lãnh đạo đánh giá cao, cấp trên sẵn sàng dành cho các bạn những lời khen có cánh và những khoản thưởng nóng không hề nhỏ. Nếu mà tự tin với những cái gì mà mình làm được
thì các bạn có thể tự đề xuất thăng chức tăng lương cho mình, khả năng cao cũng sẽ được chấp nhận. Bên cạnh đó, nói chung trong tháng 4 âm lịch thì với những người làm kinh tế, với những người buôn bán kinh doanh thì các bạn cũng sẽ nhận được những khoản lời lãi đầu tiên đấy, trong cái bước đầu tư của mình. Điều này cho thấy các bạn cũng đang có những quyết định khá là đúng đắn. Vì vậy, hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa. Tương lai các bạn sẽ còn nhận được những khoản tiền thưởng, tiền lương hậu hĩnh hơn. Trong thời gian này, những người làm nghề tay trái hoặc là những người sắp xếp thời gian để đi làm thêm ấy, cũng sẽ nhận được những khoản thù lao xứng đáng, dư giả. Các bạn đã dần có chỗ đứng trên thị trường, nên hợp đồng với đối tác thì cũng ngày một nhiều hơn. Dù vất vả nhưng mà các bạn cũng cảm thấy xứng đáng đấy, với cái công sức mà mình bỏ ra. Nói chung ấy, điều mà những người tuổi Dậu cần phải lưu tâm, lưu ý trong cái tháng này là quý vị cần phải hạn chế cái tính nóng nảy của mình để tránh những cái mâu thuẫn với khách hàng và đối tác. Điều này nó không đem lại cái lợi ích gì cho các bạn cả, thậm chí nó còn khiến cho các bạn bị ảnh hưởng bởi cái danh tiếng, gây tác động không tốt đến cái tiền bạc của quý vị. Thưa quý vị, thì bên cạnh cái công việc nó hanh thông thuận lợi, tài lộc nó cũng vượng tiến, nói chung cái phương diện tình duyên của những người tuổi Dậu trong thời gian này cũng không được như ý. Phần lớn là do cái cách hành xử của các bạn. Vì vậy, những người tuổi Dậu cần phải dành nhiều thời gian để nhìn nhận lại bản thân mình, chứ không phải là người trách móc hay là gì, bôi xấu người khác. Với những người đã lập gia đình thì các bạn vì và người ấy cần hạn chế những tranh cãi xảy ra với nhau vì những điều nhỏ nhặt. Cái điều gì nhỏ thì có thể bỏ qua được thì bỏ qua. Không nên nhắc đi nhắc lại khiến cho đôi bên cảm thấy là bực bội, phiền lòng, bất tâm. Khi mâu thuẫn xảy ra thì các bạn chớ nên nói những lời nóng nảy gây tổn thương cho người ấy. Hãy hạ cái tôi của mình xuống, đừng có bắt người ấy phải nghe theo cái ý kiến của mình nữa. Quý vị hãy thử đặt mình vào vị trí của đối phương để mà suy nghĩ, biết đâu các bạn sẽ có cách nhìn nhận vấn đề một cách đúng đắn hơn và khác đi. Trong thời gian này với những người độc thân thì cái phương diện tình cảm của quý vị thì cũng không có nhiều cái điểm sáng, chủ yếu do các bạn quá lạnh lùng, tự cao tự đại, tự tạo ra cái bức tường ngăn cách bản thân với mọi người xung quanh, khiến cho những người khác tiếp cận cũng như là không dám tiếp cận với các bạn. Khi mà ai đó bày tỏ cái thiện cảm với mình thì dù không thích đi chăng nữa thì các bạn cũng không nên từ chối một cách quá phũ phàng. Hãy có cách hành xử khéo léo hơn để khiến đối phương không quá buồn hoặc là gì, không bị mất mặt. Đó. Thì bên cạnh cái vận trình về tình duyên nó không được thuận lợi thì trong thời gian này những người tuổi Dậu cũng cần phải lưu ý quan tâm nhiều hơn đến vấn đề sức khỏe của mình. Do chịu ảnh hưởng của một vài cái hung tinh nó gây ra, quý vị hãy cẩn thận khi mà đi lại leo trèo, khi tham gia giao thông hoặc là khi lao động chân tay, vì rất dễ xảy ra cái họa huyết quan. Đó. Khi mà cảm thấy cơ thể nó mệt mỏi, không tỉnh táo thì các bạn cần phải cho phép mình nghỉ ngơi, đừng cố gắng sức quá, kẻ mà gì làm cho sức khỏe nó bị suy giảm, dễ gây ra sai sót hoặc là gặp sự cố không đáng có. Quý vị hãy sắp xếp thời gian trong ngày để luyện tập thể dục thể thao, tăng cường cái sức khỏe, tránh những nguy cơ mắc phải những cái bệnh xương khớp hay là gì, đau dạ dày thôi đó. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn và bảo vệ cái hạnh phúc, bảo vệ cái tài lộc của mình ấy, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân thì quý nhân cũng sẽ xuất hiện giúp mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho quý vị, giúp hóa giải những xung sát thị phi, giúp hóa giải những hạn tiểu như nam hại. Từ đó tài lộc cũng sẽ được hanh thông thuận lợi và tiền bạc cũng sẽ ùn đổ về túi của những người tuổi Dậu. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, đó là con giáp may mắn đầu tiên trong tháng 4 âm lịch mà dễ được vượng vận quý nhân. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong tháng 4 âm lịch được vượng vận quý nhân mà Tử Thông muốn chia sẻ không ai khác đó chính là những người tuổi Mùi. Thì những người tuổi Mùi trong cái tháng 4 âm lịch được cục diện là Tị, Ngọ, Mùi là tam hội. Bên cạnh đó, những người tuổi Mùi sẽ có nhiều cái cơ hội để đón những cái tin vui trên cái phương diện sự nghiệp ở trong cái thời điểm này. Được cả cục diện tam hội nó hỗ trợ và được lưu niên nó ủng hộ. Vậy nên nó đem đến cho những người tuổi Mùi nhiều cái thời cơ mà nhiều người khác có mong muốn cũng không thể có được. Với những người tham gia thi cử, với những người tham gia tuyển dụng trong thời gian này
thì các bạn cứ tự tin phát huy cái vốn hiểu biết của mình, nên là có thể gây được ấn tượng tốt đẹp với ban giám khảo hoặc là với nhà tuyển dụng. Quý vị hãy tự tin thỏa thuận một cái mức lương hoặc là gì, một cái vị trí mà mình mong muốn, khả năng các bạn được đáp ứng rất là cao. Ở trong thời gian này với những người làm công ăn lương ấy, thì các bạn hợp tác tốt với đồng nghiệp nên là công việc cũng sẽ được hoàn thành một cách nhanh chóng và gì sớm hơn so với dự kiến. Thậm chí các bạn còn có thể là những người mà chỉ đường dẫn lối, truyền cảm hứng cho bạn bè, cho đồng nghiệp nữa. Những thành tích các bạn đạt được trong công việc thì có thể giúp các bạn lọt vào mắt xanh của quý nhân. Quý nhân cũng sẽ giới thiệu cho các bạn những cái cơ hội bồi dưỡng, rèn luyện các kỹ năng. Các bạn hãy khiêm tốn học hỏi, các bạn sẽ thu hút được nhiều cái kiến thức hữu ích có giá trị để phát triển cái sự nghiệp sau này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tử vi học cũng có đánh giá thì trong thời gian này vẫn còn một cái vài cái hung tinh nó rình rập, thi thoảng vẫn sẽ đem đến những cái rắc rối cho bản thân. Vậy nên những người tuổi Mùi trong thời gian này cần phải tập trung vào cái nhiệm vụ của mình, không nên khoe mẽ ra vẻ ta đây, khiến cho kẻ tiểu nhân nổi lòng tham, tìm cách mà cướp bớt công lao của các bạn hoặc là hạ bệ danh tiếng của các bạn, và các bạn phải cực kỳ chú ý nhé. Vì vậy, để hóa giải cái cục diện tiểu nhân hãm hại và mang lại cái may mắn tài lộc được quý nhân tương trợ giúp đỡ, thì những người tuổi Mùi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để mà trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi Mùi. Thưa quý vị, thì ngoài công việc nó hanh thông thì cái vận trình tài lộc của những người tuổi Mùi ấy cũng sẽ xuất hiện nhiều cái điểm sáng, cũng được rực rỡ. Dù nằm trong lĩnh vực gì đi chăng nữa thì các bạn cũng vẫn có thể là gì kiếm tiền về để túi, dùng dính mà chi tiêu. Với những người làm công ăn lương thì những cái cống hiến trong cái tập thể cũng sẽ giúp cho các bạn nhận được một khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh, thậm chí là cấp trên còn có thể chủ động tăng lương cho các bạn nữa. Các bạn cũng có thể chủ động xin được tăng lương, thăng chức hoặc là gì nếu mà cảm thấy công sức mình bỏ ra xứng đáng với điều đó. Chắc chắn cấp trên cũng sẽ muốn giữ những cái thành viên xuất sắc như quý vị. Trong thời gian này với những người làm kinh tế, với những người buôn bán làm ăn ấy, thì các bạn niềm nở nhiệt tình nên là thu hút được không ít cái lượng khách hàng đến với mình. Bên cạnh đó, các bạn còn không ngừng thay đổi cái bản thân để mà bắt kịp cái xu hướng của thị trường. Nhiều người từng mua hàng của các bạn thì đều muốn quay lại ủng hộ những lần sau. Bên cạnh đó, con giáp này cũng là những con giáp vượng vận quý nhân. Quý nhân cũng sẽ xuất hiện, có thể đem đến cho các bạn những cơ hội mở rộng với quy mô đầu tư kinh doanh. Tất nhiên, các bạn sẽ phải khá phải vất vả, nhưng các bạn làm đến đâu thì thấy kết quả đến đó, nên là lúc nào cũng tràn đầy cái động lực và tràn đầy cái quyết tâm để mà kiếm tiền. Nói chung ấy, không có gì trong cuộc đời này là suôn sẻ liên tục cả. Và trong cái tháng tư âm lịch thì với những người tuổi Mùi vẫn còn một vài cái hung tinh, nó vẫn sẽ gây ra một vài cái trắc trở, một vài cái rắc rối trên con đường tài lộc của những người tuổi Mùi. Khi mà có đồng tiền dư giả trong tay thì các bạn cũng không nên tin theo nghe lời dụ dỗ đầu tư hay là mua hàng của những người không quen biết. Các bạn có thể mua phải những cái thứ hàng kém chất lượng hoặc là gì rất dễ dẫn đến tình trạng là mất mát về tài lộc tiền bạc. Quý vị thân mến, thì bên cạnh cái công danh sự nghiệp nó phát triển như vậy, trong cái tháng tư âm lịch thì có nhiều cái cát tinh hội tụ, vậy nên là cái phương diện tình cảm của những người tuổi Mùi cũng khá là hanh thông thuận lợi, nó thuận lợi một cách bất ngờ. Các bạn sẽ được tận hưởng cái niềm vui hạnh phúc của riêng mình. Với những người độc thân thì các bạn biết mình muốn gì và tìm được một người như thế nào, vậy nên là cũng không tốn quá nhiều thời gian. Cũng nhờ cái tính cách dịu dàng chu đáo mà những người tuổi Mùi có thể ghi điểm trong mắt của những người xung quanh. Có những người còn chủ động tiến đến làm quen với các bạn nữa. Một số người còn có thể được người thân hoặc là bạn bè giới thiệu cho những cái đối tượng phù hợp. Cái việc gặp gỡ tiếp xúc với người đó hay không ấy hoàn toàn nằm ở quyết định của các bạn. Song khuyên các bạn hãy cởi mở thử trò chuyện với đối phương. Biết đâu hai người lại tìm thấy cái điểm chung và đó cũng sẽ là người bạn đầu ấp tay gối với các bạn đến suốt cuộc đời. Thì bên cạnh đó, với những người đã có đôi có cặp thì cả hai bạn đều đã trưởng thành hơn trong các mối quan hệ. Đôi bên đều biết lắng nghe, bao dung và tha thứ cho những cái lỗi lầm của nhau, cùng nhau kề vai sát cánh trong cuộc sống,
để mà vượt qua những cái khó khăn và hưởng thụ một cái cuộc sống trọn vẹn. Đôi khi hai người vẫn có thể xảy ra những cái tranh cãi, nhưng đó chỉ là cái gia vị cho tình yêu của hai người. Sau mỗi cái lần giận dỗi thì hai người cũng cảm thấy quý trọng nhau hơn, thấu hiểu nhau hơn và trân trọng những cái hạnh phúc mà mình đang có. Bên cạnh đó thì nói chung ấy, trong cái tháng tư âm lịch thì tình hình sức khỏe của những người tuổi Mùi nhìn chung cũng không có điều gì đáng lo ngại. Các bạn duy trì được một cái tinh thần, một cái thể trạng cực kỳ tốt, một cái tinh thần tích cực, hăng hái nên là làm việc nào cũng được hiệu quả, đạt được những kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, quý vị đừng quá tập trung vào cái sự nghiệp đến mức là chỉ có nghĩ đến cái chuyện là làm việc, không nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Các bạn vẫn cần phải xây dựng cho mình một cái lối sống khoa học, ăn ngủ đúng giờ đúng giấc, cân bằng dinh dưỡng, chịu khó luyện tập thể dục thể thao. Như vậy thì các bạn mới giữ được cái đầu óc tỉnh táo và có được cái sức khỏe để mà làm giàu, để mà tiêu tiền, đúng không ạ? Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mùi cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để mà trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về hai con giáp được vượng vận quý nhân. Đấy, được quý nhân tương trợ giúp đỡ, vận trình cả tháng tư âm lịch được hanh thông thuận lợi, làm gì thì cũng sẽ dễ đạt được cái thành công nhất định. Hai con giáp may mắn được quý nhân tương trợ giúp đỡ trong cái tháng 2 âm lịch đó là những tuổi sau. Một là những người tuổi Dậu, hai là những người tuổi Mùi. Đây là hai con giáp được vượng vận quý nhân, làm gì cũng có được cái may mắn và thành công nhất định, dễ trở nên giàu có sau một đêm. Đấy. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, sau cơn mưa trời lại sáng, năm tuổi này sẽ có chuyển biến bất ngờ trong năm 2024. Tái sinh từ tàn tro, lộc đá đi trước, vàng bạc thì theo sau. Thưa quý vị, tưởng rằng những cái thách thức và những cái vận hạn trong năm 2024, năm Giáp Thìn, sẽ khiến cho những con giáp này phải lao đao, chùn chân, chùn tay. Nhưng mà chẳng ai biết trước được chữ ngờ. Chính những cái khó khăn, những cái thách thức đó lại thúc đẩy họ phát triển, phát huy hết cái tài năng của mình, lội ngược dòng một cách ngoạn mục và làm nên vô số cái của cải, tiền bạc. Năm 2024, năm Giáp Thìn, đối với 12 con giáp, thì cái năng lượng của năm rồng ấy, nó hứa hẹn rằng đây sẽ là một năm đầy thách thức và cả những cái cơ hội bất ngờ ập đến. Với cái sự xuất hiện của năm mới vào cái thời tiết mới, thì cái vận mệnh của con giáp khác nhau cũng sẽ thay đổi khác nhau. Có người thì tràn đầy cái hy vọng, chờ đợi những cái điều may mắn sẽ đến với mình. Nhưng mà cũng có không ít người lòng đầy lo lắng, hỗn độn, lo lắng, không biết là trong năm liệu có tươi sáng hơn với bản thân hay không, hay là tiếp tục một năm đầy rẫy những khó khăn và thách thức. Không phải ai cũng có cơ hội được cái may mắn đồng hành. Số phận thì luôn ưu ái cho những ai mà có sự chuẩn bị trước. Khi mà năm mới đang đến gần thì chúng ta hãy cùng xem ai sẽ là những con giáp có cái cơ hội chuyển vận bất ngờ trong năm 2024. Bất chấp tất cả những khó khăn đã được dự báo từ trước, và liệu rằng họ sẽ mở ra những cái thay đổi bất ngờ gì vào trong năm 2024. Xin mời quý vị cùng các bạn theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, con giáp may mắn bất ngờ đầu tiên mà chúng ta không thể không nhắc đến đó chính là những người tuổi Tý, là con giáp số 1. Thưa quý vị, cái tên đầu tiên được nhắc tới trong số những con giáp chuyển vận bất ngờ trong năm 2024 chính là những người tuổi Tý. Con giáp này được dự đoán là sẽ có một trong những cái cuộc phản công mạnh mẽ, rũ sạch mọi vận xui xẻo và những cái thất bại phải chịu ở trong năm 2023, năm trước đó. Năm 2023 thì gặp cục diện là tương hình với Thái Tuế, và những cái vận xui nó vẫn đeo bám liên miên với những người tuổi Tý. Thì chỉ cần bước sang cái tiết khí của năm 2024 thôi, thì cái vận trình của những người tuổi Tý có nhiều cái thay đổi, có nhiều cái đổi mới với con giáp này. Nếu như năm 2023 trước đó khiến những người tuổi Tý phải chịu rất nhiều cái áp lực, thì bước sang năm 2024, quý vị sẽ cảm thấy khá thoải mái, không còn gặp những cái khó khăn, gặp những cái phiền phức.
cái vận may thì ngày càng tốt lên. Trong năm 2024 thì những người tuổi Tý sẽ trải qua nhiều cái thách thức, nhưng mà cũng đón nhận không ít những cơ hội. Với sự thông minh, với sự nhanh trí và linh hoạt của mình thì bản mệnh rất giỏi nắm bắt cái cơ hội và giải quyết mọi vấn đề của bản thân một cách là yên ổn, ổn thỏa nhất. Đầu tiên phải nhắc đến là cái phương diện sự nghiệp của những người tuổi Tý trong năm 2024 ấy, thì những người tuổi Tý sẽ có một trong những cái sự thăng tiến nhất định trong cái con đường sự nghiệp và sẽ gặt hái được những thành công trong việc kinh doanh, buôn bán, làm ăn. Nhờ đó mà cái sự giàu có sẽ theo sau những người tuổi Tý, theo bước của họ về nhà. Những người tuổi Tý sẽ có thể đạt được một số cái lợi ích tài chính bất ngờ, hoặc là đạt được cái sự tăng trưởng về tài chính thông qua cái những cái lựa chọn đầu tư khôn ngoan của mình. Nhưng mà trước khi đạt được những cái điều đó thì con giáp này phải chịu bao nhiêu vất vả khi một cuộc sống không được suôn sẻ như mong muốn. Thay vì than thân trách phận hay là chùn bước uể oải thì những người tuổi Tý lại chọn cách là giấu đi cái sức mạnh, lùi một bước để tiến thêm ba bước, nén mình lại để chờ thời bứt phá. Thì nhìn chung ấy, những người tuổi Tý trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì quý vị sẽ tự tin đấy, giữ được cái thái độ lạc quan, dũng cảm đối mặt với những cái thử thách và thay đổi trong cuộc sống. Bởi những cái thay đổi này nó có thể mang đến cho các bạn những cơ hội trưởng thành và phát triển rực rỡ, đồng thời sẽ hứa hẹn mang lại nhiều cái thuận lợi hơn trong năm. Bên cạnh đó, quý vị cũng hãy nhớ rằng cái cơ hội và cái thách thức thì luôn nó tồn tại song hành. Chỉ cần các bạn tìm được cái hướng đi đúng đắn cho những cái nỗ lực của mình thì các bạn có thể là mở ra những cái thành tựu mới, hoàn toàn có thể được gì một bước nhảy vọt trong cái sự nghiệp và tích lũy được của cải của mình. Hơn nữa, trong năm 2024 năm Giáp Thìn này, các bạn còn có những cơ hội để được giúp đỡ của quý nhân. Họ có thể là đồng nghiệp, là bạn bè hoặc là những người thân trong gia đình. Cái điều này không chỉ giúp cho những người tuổi Tý thăng tiến cao hơn trong công việc mà còn giúp cho cuộc sống của những người tuổi Tý được suôn sẻ, may mắn và bình an hơn. Vì thế, trong năm 2024 năm Giáp Thìn, để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho những người tuổi Tý thì quý vị đừng quên mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh ngộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc thị phi, hóa giải hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc, tài lộc cứ ùn ùn chảy vào túi của những người tuổi Tý. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc trọn đời cho mình. Đó là những người tuổi Tý con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong cái năm 2024 mà một bước lên mây đổi đời giàu có không ai khác, đó chính là những người tuổi Thìn. Thưa quý vị, năm 2024 là một năm đầy thử thách đối với những người tuổi Thìn, vì dù sao cũng là cái năm tuổi của các bạn. Nói chung thái tuế nó án ngữ, nó sẽ có những cái thời điểm khủng hoảng khiến cho các bạn hoang mang và sốt ruột khi mà cuộc sống lại có quá nhiều cái sóng gió khôn lường. Nhưng mà nếu xem xét một cách nghiêm túc thì những cái thách thức của năm 2024 có thể trở thành một cái cơ hội thuận lợi bất ngờ đối với những người tuổi, với những người tuổi Thìn. Những người mà sinh năm Thìn ấy thường là những người rất thông minh và có năng lực. Khi có những cái thay đổi lớn về cái vận mệnh thì mọi vấn đề đều có thể là gì? Là khoác lên trên mình một cái diện mạo mới, mang đến nhiều cơ hội và nhiều cái thách thức. Với cái sự nhạy bén và sự linh hoạt với thời cuộc của mình ấy, thì những người tuổi Thìn hoàn toàn có thể nhìn ra những cái lối đi phù hợp với chính bản thân mình, không dễ gì đầu hàng trước số phận. Từ đầu năm đến cuối năm thì sẽ luôn có cái những khó khăn nó tiềm tàng, nó ẩn tàng đó. Nhưng mà bản mệnh những người tuổi Thìn ấy vẫn có những cái bước tiến triển đột phá. Lời khuyên dành cho các bạn là không nên chống đối hay là trốn tránh những cái vấn đề nó phát sinh trong năm, mà quý vị nên đối diện trực diện với chúng với một cái thái độ tích cực. Bởi những cái vấn đề đó thì có thể là chìa khóa để các bạn có thể thay đổi cái vận mệnh và mở ra những cái hướng phát triển mới. Với cái thế mạnh là cái tầm nhìn xa trông rộng, dám dấn thân thử sức những cái điều mới mẻ, đầu óc lại sáng tạo, những người tuổi Thìn rất khôn ngoan và có thể tìm ra được cái giải pháp mới cho những cái khó khăn, những cái thử thách của mình. Bên cạnh đó, năm 2024 sẽ là một cái năm chuyển giao. Dù trong công việc hay là trong cuộc sống ấy, thì những người tuổi Thìn cũng sẽ có nhiều cái cơ hội và cái mối quan hệ tốt. Đặc biệt ở nơi làm việc thì sẽ có một số cái dự án lớn, hoặc là sẽ có một số cái cơ hội
được thăng quan tiến chức. Bạn cũng sẽ gặp may mắn hơn về cái mặt tài chính. Các bạn sẽ có thể nhận được thêm cái sự giàu có, khiến cho tình hình kinh tế của các bạn nó được ngày một tốt lên. Một khi mà những người tuổi Thìn đã có đủ can đảm để đối mặt với những khó khăn và chăm chỉ làm việc để vượt qua chúng ấy, thì không lo không có được cái sự đền đáp xứng đáng cái công sức của mình bỏ ra. Quý vị hãy nhớ rằng thử thách không chỉ là cái bài kiểm tra, mà còn là cái bước ngoặt, là cơ hội cho sự trưởng thành và phát triển của cá nhân. Những người mà sinh năm Thìn thì cần phải duy trì cái sự lạc quan và sự tự tin trong năm tuổi của mình, tin tưởng chắc chắn vào cái năng lực của mình. Có như vậy thì mới có thể vượt qua được những khó khăn và gặt hái được nhiều cái may mắn và thành công. Vì thế, để gia tăng thêm cái sự may mắn và hóa giải những xung sát thị phi ấy, thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng nó được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Con giáp có những cái cú lội ngược dòng trở nên giàu có. Tiếp theo, con giáp lội ngược dòng thứ ba đó chính là những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, những người tuổi Tỵ thì được dự đoán là sẽ mở ra một cái bước ngoặt quan trọng trong năm 2024. Bản mệnh sẽ có cơ hội đạt được những cái đột phá lớn trong sự nghiệp và tài chính cá nhân của mình. Năm 2024 thì các bạn phải luôn cảnh giác và nhạy bén, sẵn sàng đón nhận những cái ngã rẽ và cái cơ hội có thể xảy ra bất cứ lúc nào với những người tuổi Tỵ. Từ đầu năm đến giữa năm thì những cái vấn đề hay là những cái kế hoạch khiến cho các bạn lo lắng trì trệ từ trước đó cũng có thể được giải quyết một cách nhanh gọn, mang lại cái nguồn năng lượng và cái cơ hội mới cho tương lai đối với những người tuổi Tỵ. Đặc biệt trong nửa cuối năm 2024 ấy, thì những người tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều cơ hội để thu hoạch cái tài nguyên của cải nhiều hơn nữa. Cái điều quan trọng là tận dụng những cái cơ hội này và đừng để chúng vụt mất. Trong giai đoạn này thì cái việc chủ động đón nhận và tận dụng những cái thứ bất ngờ sẽ đóng một cái vai trò quan trọng trong cái sự phát triển của những người tuổi Tỵ sau này. Đó, kỹ năng và cái nỗ lực của các bạn cũng có thể mang lại nhiều cái lợi ích và thành công hơn trong năm 2024. Vậy nên quý vị hãy vững vàng với những cái mục tiêu của chính mình, dũng cảm đối mặt với những cái khó khăn và đừng bỏ lỡ những cơ hội để thay đổi cái cuộc đời của mình. Đây cũng là cái thời điểm có cái tiềm năng vô hạn, nếu mà không nhanh nhẹn để tận dụng tối đa những cơ hội này và đặt cái nền tảng vững chắc cho tương lai, thì sau này nhìn lại có lẽ các bạn sẽ vô cùng hối hận vì cái sự do dự, thiếu quyết đoán của bản thân. Tuy nhiên, những người tuổi Tỵ trong thời gian này cũng cần phải lưu ý rằng các bạn có thể theo đuổi cái sự hoàn hảo quá mức mà bỏ qua những cơ hội xung quanh mình. Trong năm 2024, quý vị hãy học cách tận dụng mọi cơ hội lớn nhỏ và dám chấp nhận rủi ro, chấp nhận thử thách. Bằng cách này thì các bạn có thể là sẽ thực sự là nắm bắt được cái cơ hội và đạt được cái khối tài sản gấp đôi, thậm chí là gấp 3, gấp 5 lần năm ngoái, và hoàn toàn xứng đáng với công sức của mình bỏ ra. Đồng thời, bạn cũng sẽ có được cái hạnh phúc trong đời sống tình cảm đôi lứa hay là cuộc sống gia đình. Các mối quan hệ thì nó cũng vô cùng hài hòa và các bạn có thể là tận hưởng một cái cuộc sống tuyệt vời. Những người tuổi Tỵ cần duy trì cái thái độ tích cực và đủ dũng cảm để thử những cái điều mới mẻ để nắm bắt được cái cơ hội trong tầm tay một cách tốt hơn. Nhìn chung ấy, năm 2024 năm Giáp Thìn thì thử thách là cái điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, cũng là cái cơ hội, là cái thời cơ để những người tuổi Tỵ thể hiện cái bản lĩnh của mình. Chỉ cần không ngừng hướng về phía trước, tu dưỡng chính bản thân mình và làm tốt những cái gì mà bản thân có thể làm ấy, thì không phải sợ gì cái thất bại cả. Thành công sẽ luôn bám đuôi những người tuổi Tỵ trong thời gian này. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình ấy, thì những gia chủ tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vòng nó được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư có khả năng lội ngược dòng trở nên giàu có, mặc kệ những khó khăn, mặc kệ những vất vả trước đó, không ai khác đó chính là những người tuổi Mão. Thưa quý vị, đối với những người tuổi Mão thì năm 2024 sẽ là một cái năm đầy rẫy khó khăn, đầy rẫy những thách thức. Nhưng chính nhờ những cái thử thách này mà cái khả năng của các bạn đã được tăng lên đáng kể.
Dù năm 2024 vẫn chưa phải là một cái năm thăng hoa rực rỡ với những người tuổi Mão, nhưng bản mệnh lại biết cách tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất để đưa bản thân tiến xa hơn về phía trước. Con giáp này đã trải qua cái thời kỳ khó khăn trong năm 2023 trước đó, nhưng mà khi bước sang năm 2024 thì bản mệnh được kỳ vọng sẽ có những cái bứt phá và có nhiều cái sự đổi mới trong tương lai. Vận mệnh của những người tuổi Mão có lúc lên lúc xuống, đôi khi thì nằm trong tay bản thân, nhiều lúc lại đổ lỗi cho số phận nó định đoạt. Bởi vậy, cái thứ mà những người tuổi Mão có thể nắm giữ lâu nhất chính là cái kỹ năng, cái kinh nghiệm và cái sự hiểu biết của mình. Và bản mệnh đã vận dụng rất tốt những cái điều đó, tạo ra một cái lợi thế cho bản thân trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Với cái sự ảnh hưởng từ Thái Tuế của năm 2024 ấy, Mão và Thìn lục hại đúng không ạ, thì ít nhiều cái tâm trí của những người tuổi Mão cũng sẽ có cái sự dao động. Dù bản tính có dĩ hòa vi quý hay là hành xử khéo léo đến đâu ấy, thì năm nay các bạn vẫn có những cái rắc rối bất ngờ nó đến khiến cho các bạn đánh mất đi cái sự bình tĩnh ban đầu của mình. Nhưng mà đừng để cái điều này nó ảnh hưởng đến cái kế hoạch và cái mục tiêu của bản thân. Có thể vận mệnh mang đến những cái thử thách này để gì đánh lừa những người tuổi Mão mà thôi. Chỉ cần các bạn vững tin và bám sát cái mục tiêu ban đầu của mình thì các bạn sẽ không phải chịu thiệt thòi. Những cái nền tảng mà những người tuổi Mão xây dựng được trong cái năm 2023 ấy, sẽ tiếp tục mang đến cho bạn những cái niềm vui bất ngờ trong năm 2024. Trước những khó khăn, trước những cái thử thách thì những người tuổi Mão hãy dũng cảm đối mặt và tin tưởng vào cái khả năng của mình, thì mọi thứ sẽ được gì diễn ra suôn sẻ, mọi khó khăn cũng sẽ vượt qua được. Đồng thời, chỉ có dũng khí, nỗ lực, đổi mới thì chúng ta mới có thể là vượt qua được những cái hạn chế của bản thân và đạt được cái sự phát triển tốt hơn trong tương lai. Bởi vậy cho nên, để gia tăng thêm cái may mắn và hóa giải những xung sát thị phi, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng nó được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi Mão. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 5 đó, sẽ có cơ hội lội ngược dòng trở nên giàu có, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, được kỳ vọng là một trong con giáp chuyển vận bất ngờ trong năm 2024, những người tuổi Tuất quả thật không phụ những cái cơ hội mà số mệnh đã đưa đến để có những cái bứt phá đáng kể theo cách của riêng mình. Thực tế thì vận khí của những người tuổi Tuất trong năm 2024 được dự báo là khá là ảm đạm và nhiều cái áp lực nó bủa vây. Nhưng cái điều đó không có nghĩa là những con giáp này không có cơ hội để chuyển mình đi theo một cái lộ trình hoàn toàn khác so với những gì mà số mệnh đã an bài. Con giáp này chào đón năm 2024 với một cái tâm thế là cực kỳ là tươi mới và sẵn sàng. Dường như cái năm Giáp Thìn thì bản mệnh những người tuổi Tuất sẽ được chia thành hai phe với hai cái trạng thái đối nghịch trong hoàn toàn. Một số người ở phe số 1 thì là lo sợ bị khắc với Thái Tuế, bị xung với Thái Tuế nên là có xu hướng là thu mình lại. Phe còn lại lại tận dụng từng cái cơ hội dù cho nhỏ nhất để rũ mình từ cho tàn, mượn khó khăn để có thể lội ngược dòng, đón tài lộc đầy túi trong năm 2024. Bản mệnh có thể sẽ trải qua một bước đột phá lớn trong cái sự nghiệp mà nhận được những cái cơ hội thật đáng là ngạc nhiên. Đặc biệt, tâm thế luôn sẵn sàng đương đầu với mọi điều xảy ra ấy, nó sẽ giúp cho những người tuổi Tuất có được cái sự chủ động trong mọi hoàn cảnh, làm gì thì cũng tự tin và lạc quan hơn. Dù có đôi khi phải chịu ảnh hưởng từ cái vận thế nó bị giảm sút, rơi vào cái vòng luẩn quẩn, bỏ nhiều cái nỗ lực mà vẫn gặp nhiều cái khó khăn, nhưng mà con giáp này không chịu bỏ cuộc một cách quá dễ dàng, vẫn kiên cường tính toán đi theo cái lối đi riêng của bản thân mình để đợi thời cơ thích hợp tiến hành gì nổi lên. Không có may mắn nào là kéo dài mãi được, và cũng không có những cái xui xẻo nào là liên tục được kéo đến đó. Vậy nên trong thời gian này thì trước khi mà bị số phận hoặc là bị các yếu tố ngoại cảnh nó tác động, thì những người tuổi Tuất cũng như là con giáp khác ảnh hưởng ấy, thì của cái vận hạn, thì quý vị cần phải có cái đầu tỉnh táo, cố gắng giữ mình trong một cái tư duy sáng suốt, từ đó sẽ không lo, không vượt qua được cái cơn sóng gió này. Về mặt tài chính thì người tuổi Tuất cũng sẽ gặp nhiều cái may mắn, tài lộc có thể ập đến bất ngờ. Đấy. Ngoài ra thì đời sống xã hội của các bạn cũng sẽ thì trở nên nhiều màu sắc hơn, và các bạn có thể tạo ra những cái mối quan hệ có lợi cho cái sự nghiệp và cái sự giàu có của mình trong tương lai.
Vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp tăng cường cái vận may về tài lộc tiền bạc của những người tuổi Tuất trong thời gian này. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 5 con giáp may mắn có cơ hội lội ngược dòng trở nên giàu có, thành công trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Đó là những tuổi sau: 1. Tuổi Tý. 2. Tuổi Thìn. 3. Tuổi Tỵ. 4. Tuổi Mão. Và 5. là tuổi Tuất. Đó là 5 con giáp có cơ hội chuyển mình trở nên giàu có trong năm 2024 Giáp Thìn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.